Hello, kính chào mọi người. Video này hai lúa muốn cho mọi người xem cái máy hai lúa chuẩn bị gửi đi nè cho một người ở Cần Giuộc hay Cần Đước hay Cần Giờ gì lúa quên nè. Thì đây là cái hộp bên ngoài của nó ha. Đó. Thì nhìn rất là đã ha. Đó, cái hộp đựng nè. Giờ để coi cái phần trên này nó là cái gì. À, cái phần trên này nè. Phần trên nó là cái nắp đậy là cái gói phụ tùng đi theo máy ha. Gói phụ tùng đi theo máy. Rồi cái gì đây? Bê. À, cái này là nó cho mình biết là nó bao gồm những cái kiểu đường may như thế này. Nói chung là cái này từ từ tìm hiểu ha. À, nó có cái hình máy đưa vô nè. Nè. Thấy không? Mọi người thấy không? Ví dụ như mình trượt qua cái số nào nó sẽ hiện lên nè. Đó là cái chức năng của cái đó. Ví dụ vậy. Thấy không? Đó. Rồi bên này cũng vậy nè. Bên này cũng vậy nè. Đó, ví dụ như giờ cái kiểu này thì nó tương ứng với cái số gì gì đâu đây nè. Rồi, để mình khui cái máy ra rồi mình khám phá cái này tiếp ha. Cũng là hiệu da nôm luôn nè. Đó, hiệu da nôm luôn nhưng mà cái đời này cái đời khác của cái video trước của cái máy trước mà mọi người biết ha. Bây giờ muốn dỡ cái thùng này ra. À, đậy cái này lại trước cái đã. Muốn dỡ cái nắp này ra thì phải gỡ cái khóa này nè. Thấy không? Đó. Gỡ cái khóa này. Thấy chưa? Rồi. Dỡ cái nắp thùng ra tèn tèn. Đây cũng là cái dòng máy xài ba đời ha. Cái máy này nó khác với cái máy trước là cái bàn của nó chỉ đưa ra cái này thôi. Thấy không? Đó, nó khác với cái máy trước là cái bàn nó khác. Đó. Rồi, cái này để làm cái gì? Chỉ là cái nắp đậy cái hộc để đựng cái này cái nọ. Thấy không? Cái này là cái gì? À, cái này là cái chốt khóa cái máy nè. Thấy không? Đó, chốt khóa cái máy vô trong cái bàn cái đế này đó. Rồi nếu như vậy thì cái này nó không giống như cái đế kia mà cái chân đế này nó rất là vững chãi nè ha, cho nên là không cần cái kia. Cái này cũng nâng hạ bằng lừa được nè. Đó, nâng hạ bằng lừa để mình đâm nút được á, đồng khuy đâm nút rồi ha. Đây cái khuy nè, khuy cự ly lớn nhỏ nè làm sẵn nè ha, rồi chạy đường zích zắc nè. Còn cái cách sử dụng á, thì chắc mọi người xem cái máy xem ở cái video trước ha. Đây, tại vì lúa thấy nó cũng giống nè. Cái này lại mối nè, lại mối nè, thấy không? Đó, lại mối nè. Đó, lại mối nè. Còn xỏ chỉ đánh suốt đồ là mọi người chịu khó xem video trước ha. Đó. Thì cái máy này cái người mua người ta ngán tiền, người ta không có lấy cái bộ cam. Thấy không? Không có lấy cái bộ cam. Cho nên là chỉ có cái máy thôi. Thì đây đánh suốt đồ nó cũng giống tại vì nó chung cái hiệu Zanom nè. Nó chỉ là đời trước đời sau gì đó.
Thì đại khái là cái máy này nó rẻ tiền hơn cái máy trước. Đó. Rẻ hơn tầm bao nhiêu ta? Triệu mấy á. Nha. Triệu mấy vậy đó. Thì cái cách sử dụng xỏ chỉ đánh suốt rồi sử dụng như thế nào thì mọi người chịu khó xem video trước giùm lúa. Thì ở đây nó cũng có mấy chức năng nè, cái vạch nè, chỉ L nè, kéo ra nè, điều chỉnh chức năng nè, thấy không? Nhớ quay kim lên trước khi mình điều chỉnh. Đó, chữ off là may đường thẳng ha. Còn dặn qua nữa đó là nó bung cái nắp này lên để mình thay cam nè, thấy không? Đó. Rồi chữ L là để chạy cam nè, thấy không? Rồi số 1, số 2, số 3 là để làm khuy á. Còn cái twin này là cái gì để lúa đi học. Lúa học mấy ông kỹ thuật. Rồi lúa sẽ cho mọi người biết là cái chữ twin này nó là dùng để làm cái gì. Còn trước mắt là mình cứ xài mấy cái chức năng. Mấy chức năng này mà ở video trước lúa có hướng dẫn rồi đó. Thì chịu khó xem lại giùm lúa. Rồi cái này á là điều chỉnh thưa nhạt nè. Nó khác với cái núm dặn của cái máy trước ha. Còn làm khuy nè. Làm khuy là nó nằm ở trong cái mức này. Còn cái vạch này là cái vạch để cho mình biết á. Đó. Làm khuy thưa nhạt nè. Còn cái khuy lớn nhỏ, cái biên độ á, là mình điều chỉnh cái này ha. Muốn điều chỉnh cái này thì nhớ ấn cái này vô nè. Đẩy nó mới đi nha. Đó. Nhớ ha. Rồi. Còn cái này á, là thưa nhạt nè. Số càng lớn nó càng thưa ha. Cũng từ 0 cho đến 4 nè. Thấy không? Từ 0 cho đến 4 nè. Đó. Có điều là cái núm dặn nó khác thôi. Không có vấn đề gì. Đó, còn cái này là nâng hạ bằng lừa nha. Cái chỗ chấm chấm chỗ hình viên đạn này nè, nó là cái chuẩn đó. Đây là ở mức bằng lừa cao nhất để mình may đồ dày rồi các loại vải đồ này nọ. Rồi tùy thuộc vô cái nhu cầu mà mình nâng hạ bằng lừa nha, từ 1, 0, 1, 2. Đó thì đang là ở cái bằng lừa cao nhất nè. Rồi khi mà mọi người may vải thun hay là vải mỏng đồ đó thì để coi cái máy này nó có cái chân vịt thần kỳ như cái máy trước không. Đợi lúa khui này ha. Đây cái phụ kiện kèm theo của nó là cũng khá đầy đủ nha. Có điều là nó khác ở cái máy trước là cái gì. Cái chân vịt này là nó hoàn toàn bằng nhựa nè. Đó. Thì nó cũng có cái vạch ở bên trái để mình canh khuy dài khuy ngắn ha. Cái này là cái cử nè, cái cử này là để dặn vô hai cái lỗ này nè, thấy không? Đó. Rồi các cái loại chân vịt nè, chân vịt đơm nút nè. Đơm nút làm sao thì xem ở video trước ha. Rồi cái này chân vịt dây kéo giật nước nè. Cái này mình có thể điều chỉnh cái con ốc này nè. Xong rồi mình điều chỉnh cái chân vịt chạy qua chạy lại ha. Còn đây là những cái chân vịt chuyên dụng. Đó, chuyên dụng nó kết hợp với những cái kiểu trang trí nha. Này, chuyên dịch cuốn nè. Đó, chuyên dịch cuốn 1 ly, 2 ly gì đó. Cái này vít lớn để thay chuyên dịch, vít nhỏ thay kim nè. Cái này là cái chai dầu nè, thấy không? Rồi, suốt nè, suốt có đủ màu, suốt nhựa, suốt kim loại có đủ ha. Kim có ai cỡ 11, 13. Đó. Rồi. Trở lại cái vụ này. Cái này á, là nó đi trường hợp mà nó có cái bộ cam á mọi người. Nó có 12 cái cam á, 12 cái bánh cam á. Còn cái cam là cái gì thì mọi người xem video trước giùm lúa. Ví dụ như bây giờ nè, mình điều chỉnh cái này nha. Mình điều chỉnh cái miếng này, ví dụ như đang là ở trên là số 7, có nghĩa là mình dùng cái cam số 7, đúng không? Mình lấy cái cam số 7 thì nó sẽ cho ra mình cái kiểu trang trí như thế này. Đó. Thì bây giờ mình đối chiếu nha. Mình đối chiếu nha, ví dụ như số 7 nè.
là cái cam số 7 á, là mình bỏ vô đây, thấy không? Đó. Rồi á, là cái nút này, cái nút này á, là mình điều chỉnh ngay chữ L, được chưa? Đó. Rồi cái chỗ này nè, cái chỗ này là nó cho phép là từ 0.25 cho đến 0.5 đó, ví dụ như vậy, thấy không? Đó, đây 0 chấm nè, 0 chấm mấy nè, thấy chưa? Là cái vạch đỏ nè, cái vạch có tác dụng nè. Đó là kỹ sư họ hướng dẫn, họ đề nghị mình chỉnh như vậy đó. Rồi tới cái biên độ, cái biên độ dưới này nè, đó cái biên độ dưới này nè, thì để coi họ họ khuyên mình ở số mấy. Màu quá ha. Họ khuyên mình số mấy ta? À, từ 3 đến 5 rồi từ 1 đến 2 thì cái đó là tùy theo mục đích sử dụng ha. Đó thì đại khái á. À rồi thêm cái này nữa là cái này là mình nâng hạ bằng lừa. Đây mình nâng hạ bằng lừa nè, là cái bằng lừa ở mức cao nhất là số 2 nè, thấy không? Thấy cái ông kỹ sư Nhật ổng tỉ mỉ không? Đó, ví dụ như giờ mình trượt cái này, mình trượt cái này qua số 4 nè. Đó, trượt qua số 4 là mình lấy cái cam á, cái cam số 4, lấy cái cam số 4 mình bỏ vô đây. Đó, rồi là cái cam số 4 nó sẽ cho mình ra những cái hình như thế này nè. Là nó cho ra cái hai kiểu, là một kiểu màu đen với là một kiểu màu đỏ. Thì ở đây cũng có biểu diễn cho mình thấy nè, là mình sẽ chỉnh cái nút này á, chữ L, thấy không? Đó. Rồi cái cửa sổ này á, là nó cho cái số là từ 0.25 cho đến 0.5, là cũng như cái kiểu kia ha. Rồi cái biên độ nè, cái biên độ á, ví dụ như là mình muốn cho nó ra cái kiểu màu đen á, thì mọi người nhìn thấy cái số màu đen nè, thấy không? Là từ 1 cho đến 2 nó sẽ ra cái màu đen. Còn cái biên độ á, từ 3 cho đến 5 á, từ 3 cho đến 5 là nó sẽ cho ra cái kiểu màu đỏ này, thấy không? Đó. Rồi cái nâng bằng lừa lên ở mức cao nhất cũng là số 2, thấy chưa? Đó, như vậy. Thì đó, tác dụng của cái này là như vậy. Rồi bên mặt này là cái gì, nó cũng tương tự. Đó, nó cũng tương tự nè. Đó, nó sẽ cho ra cái hình cam như vậy, thấy không? Ví dụ như mình trượt đi nè, thấy không? Đó, thấy không? Đó. Thì cái bên này là cái chủ yếu nhất nè. Đó, cái bên này là cái chủ yếu nhất nè, khi mà kết hợp với bộ cam ha. Còn cái máy này, cái người mua người ta ngán tiền, người ta không có lấy bộ cam, với lại người ta cũng không cần. Người ta chỉ cần làm khuy, chỉ cần làm khuy nè, chạy zig zag nè, với lại may đường thẳng thôi. Đó, thì họ mua cái máy này nó sẽ rẻ hơn cái máy trước cũng khá nhiều tiền. Thì cái máy này là như Lúa nói một cách nghiêm túc là cũng xài 3 đời luôn ha. Đó, thấy không, hiệu này nè. Đó, rồi đây motor nè, đi theo nè, thấy chưa? Còn gì nữa không? Đó. Đó, muốn biết chính hãng hay không là cứ tra cái số series này nè lên cái trang web nào. Đó, được chưa? Rồi còn gì nữa không ta? Hết rồi ha. Thì hai Lúa xin dừng video này tại đây. Còn cái cách sử dụng những cái này thì tuy là cái núm dặn nó hơi khác thôi, nhưng mà nó cho ra cái công dụng của nó như vậy.